ta sẽ cần một cái bí đao. Các bạn lựa bí già để chúng ta nấu nó không có bị chua. Một cái bí đao, 3 gói trà, một lít rưỡi hoặc 2 lít nước. Đường thì chúng ta sẽ canh khẩu vị vừa uống. Bí đao thì chúng ta sẽ bào vỏ này. Sau khi các bạn rửa sơ trái bí, chúng ta sẽ cắt những khúc to. Một trái như thế này thì chúng ta cắt khoảng là 4-5 khúc. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nấu thôi. Khi bí sôi chúng ta sẽ cho trà vào.